về à. Về đi, chiều nhớ đi đón thằng Bi à, không có quên nè. Bà rảnh bà đi rước đi. Gì vậy? Nè. Gì vậy trời? Ủa nó con bà, nó phải con tôi đâu. Ê ông kia, sao mà nói ngang ngược quá vậy? Tôi với ông đã hợp đồng bằng miệng rồi, ông chịu trách nhiệm ông chở thằng Bi cho tôi, thấy không? Đưa rước nó là ông cũng chịu luôn. Rồi tiền bạc tôi trả cho ông, mà giờ ông ăn nói ngang nói ngược vậy không sao? Vậy, vậy bằng chứng đâu, bằng chứng đâu? Hợp đồng là có dấu mộc đỏ hẳn hoi, người ta còn lật lộng được kìa. Đây nói miệng hả? Ai thấy, ai nghe, ai đúng, ai sai? Trời ơi, tôi tức quá. Tôi tức cái thằng cha già mắc dịch mắc gió này quá. Ông ăn ngang nói ngược vừa phải thôi. Ông hứa với tôi là ông đi chở thằng Bi, rồi bây giờ ông nói vậy đó hả? Được rồi, ông không chở thôi, tôi cũng không có cần nữa. Tôi dư có tiền để mà kiếm mấy xe ôm trai trẻ trẻ trâu chở con tôi đi. Bây giờ rõ ràng sòng phẳng. Tại vì á, ông chở thằng Bi ông không lấy tiền chứ không phải là tôi không trả nghe. Sòng phẳng, dễ nói chuyện, không cần ông nữa. Ồ, vậy khỏe, chiều nay ở nhà ngủ khỏe. Ê, ê, mà chưa được đâu. Chiều nay ông cũng phải rước thằng Bi cho tôi. Ngày mai đi, tôi chưa có kiếm được người. À, ngày mai định cho bà kiếm mấy thằng phi công trẻ bà ôm hả? Ờ, à, đúng rồi, chứ tôi già, đúng là tôi già thiệt đó. Nhưng mà bà giỏi bà đi kiếm thằng khác đi ha. Có thằng nào nó chịu chở bà hay không? Mệt, không nói chuyện bà nữa. Cái cha già ngang ngược, ông đừng có thách thức tôi nha. Cái đồ ghen bóng ngang gió. Rồi dần theo, chịu ông có đi rước Bi không? Ông Thảo. Trời ơi, tức quá là tức mà.